cái miệng la hơn ở trên sân khấu thì vui với ai. Đúng rồi, hiểu, người ta đang diễn bi. Người ta đang diễn không bi đâu. Không, 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 nghệ sĩ Bình Tinh vào ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Đó là lần đầu tiên quý vị sẽ được xem chương trình Tiffany Show, đó là chương trình của những người chuyển giới tại Thái Lan, sẽ được tái hiện trên sân khấu của Lotte Hương Nam vào đêm chủ nhật. Và cũng vào đêm chủ nhật, quý vị sẽ được gặp gỡ và giao lưu, đó là ca sĩ Tăng Phúc sẽ phục vụ cho quý vị vào chủ nhật tuần này, thưa quý vị. Dạ, cái bạn cũng dán bây giờ trở lại chương trình phục vụ vé. Thì mong quý vị ở đầu tư cho mình được con vé. Một vé 30.000 đồng. Thì kính mời quý vị đã tham gia tham dự. Ai là chủ nhân cũng không dàn trong chương trình tối hôm nay. Và bây giờ xin mời đại hướng đó là sự khấu đó cùng giao lưu cùng đóng với ca sĩ BB Phục. Và trước bên mìa xin mời tất cả các cô chú các bạn vừa qua cái khuất mật đối diện sự thật. Người ngày đó ra sự đi anh ở trên sâu em làm chi.
xuôi xuôi. Anh nói ra sẽ tôi đi anh ngồi chê giấu em làm chi. Đừng nghe lừa dối. Dẫu anh yêu anh và cũng cảm ơn dự đoàn trong việc đã hỗ trợ giúp cho hai người đẹp qua bài hát chiều qua rất là dễ thương quý vị ha. Còn ngay từ bây giờ xin chào lại cùng dự vé cho quý anh chị. Thì ngay từ bây giờ quý vị là những con bé quý vị vui lòng ủng hộ dành cho chúng em và nhận chất lượng khách hàng dành cho anh chị em cùng nhóm của chúng em. Xin chào ngay một vé xin anh. Hả? Còn một đống hả? Mình ăn mày nuốt đi bà nội. Trời ơi, cái đẹp còn muốn bán vé không được. À, qua xuống đi còn vé không em ơi? Còn hai vé qua xung riêng còn hai vé cô chú anh chị su su còn vé không su su còn hả rồi su su còn vé em hỏi làm gì su su lúc nào cũng phải còn mà dạ tại vì su su rồi ngay từ bây giờ trong loại này là 30.000 đồng dành tặng cho năm phương gia kính mong quý vị đã tham gia tham dự đầu tiên cho mình cũng như là cầu may mắn trong chương trình tối đêm nay hôm giờ hai chị em mình xin mời hai người lên đây để hỗ trợ cho chị em phụng vừa quay số và tiệm vừa kính banh để cho tạo sự công bằng và tạo sự gần gũi của quý khán giả với Hương Nam hơn nha. Bây giờ em xin mời hai người lên đây ạ và hỗ trợ giúp chúng em và để quay số và kiểm băng nha. Và có ai lên chờ lên lên viên phụ không ạ? Dạ rồi ai đây em chờ giơ tay giơ tay lên rồi rồi tại sao thuộc đưa tay lên được hộp số là sao vậy thôi đây, rồi dạ con mời chú luôn ạ. Rồi mời một người nữa bên đây nha và phụng có ai lên nữa không ạ? Dạ có ai lên hỗ trợ gì chúng em đi ạ? Bé bà muốn lên không? Thôi lên đi ạ. Lên đây đó có cái vui lắm nè. À có bé gái nè. Dạ lại là bé gái. Ok bé này ngon nè. Tướng chất lượng. Chết rồi. Em mặc cái đầm này đi từ nhà lên đây chắc cũng mệt lắm phải không? Không. Nội ngồi xe đây. Nội ngồi xe con là tướng cái bụng rồi. Rồi lên đây em ơi từ từ cái bầu hai đó nha. Nó này xảy cái một cái đầu vua đó nha. Từ từ. Cái này chắc xong ba quá. Lên đây em. Ôi ôi. Đây. Xin ta xin ta. Xin thuốc cho em nó tỉnh lại. Không phải cho mụ yên mà đẹp quá quá chơi. Trời ơi trời. Cho mẹ chào con vui. Quá trời. Trời ơi. Rồi. Ngay từ bây giờ quý vị ơi đã có vé trên tay rồi. Dùng kiểm tra là số nu, số mờ. Thì quý vị có việc xóa đổi là tất cả các người đẹp từ gánh hát lưu tiên nào. Còn vé quý vị đã rõ ràng rồi. Quý vị tập trung dần sáng hướng mắt về chương trình. Chuẩn bị. Yeah.